Chú đang này mà nên ông Khoan. Ông Khoan đây là ông Khoan thăm dò mỏ địa chất. Ông Khoan còn rất nhiều hồng bi này mà ông Khoan à. Đây này, cái ông Khoan đã tán ra rồi. Đây, ông Khoan này. Đây, đặc biệt là hai cây khá là dài. Đây là nhíp nhíp tàu hỏa và ống khoan. Các kích cỡ này đằng khoan đằng sau chụp ống khoan đã cắt thử thép đây cho cả nó so trên đấy có nó so tàu hỏa đây. Đường dây để sau xích cuốn lốp lốp xe đường sau cuốn lốp xe cái vòng này chắc phải tán ra thôi để này thì chơi căng quá. Đây là cái phòng bi SKM thủy điện cho vào mình còn nhiều lắm, nhiều rất nhiều phòng bi. Xem lại cái vòng cái tua bin mini. Khi nước xối vào khoảng một điểm. Đây anh em cháu hôm nay mang cái thép ống khoan lên. Cả thép ống khoan lên này chú thử thép để xem làm thế nào. Đây chú Dìa có nhiều thép để làm dao. Đây nhá, chú ơi, cháu ở chú này. Đây tất cả là trừ cái lò xo của tàu hỏa ra này. Còn đây tất cả là ống khoan, đúng không ạ? Ống khoan địa chất. Bây giờ cháu muốn chú thử cái loại thép mà ngày trước chú đã làm cho cháu con dao này đấy. Đúng rồi. À, ngày trước là chú làm con dao là cái thép này. Đấy sau là chú là quyết định mặc bộ quần áo lao động thực sự. chú thích cây dao đấy lắm đúng không? Lao động phải liêu dao chứ. À, chú giữ gìn chú còn muốn mới còn chưa giặt đấy. Số mới mặc có hai lần chú nhỉ? Thế thôi. Chú gì ơi, cháu hỏi thật nha, chú có thích cây dao đấy lắm không? Hả? À? Chắc rất thích rồi. Thế có tạm được không? Được rồi, đẹp. Thế đẹp lắm chú. À đây. Đấy. Bắt đầu lần đầu tiên là ống kính quay máy ống khoan. Quay xuống rèn ống khoan.
rất chuẩn. Rất chuẩn. Chuẩn. Rất chuẩn. Một từ, hai từ. Cái đề cung thế này. Cái gì mà đề nhỉ? Thử nhiều lần ống khoan, thử thật nhiều, đấy gãy luôn. Nó là gì nói thế nhỉ? Úi giời, vậy luôn. Nó phải như thế đúng không? Phải như thế mới chuẩn, vâng. Sát. Đập phát gãy luôn. Qua đây là cái ống khoan Nga ngố Liên Xô ngày xưa. Khoan Nga ngố. À. Nó đây là xoắn. cái gen gọi là gen thời cổ đại. Tôi đang thử ống khoan. Ông này đi làm một khẩu súng. Khẩu súng là được khẩu súng. Vác lạ lắm. Đi bán xe tăng. Bán xe tăng. Bán xe tăng. Đâu có dùng bán xe tăng. Chú bảo bán xe tăng. Mình đoạn đường bán đâu xe tăng. Đâu nó, đâu nó. Đâu nó. Nó dày quá. Ủa, gậy. Đâu đấy. Tăng xuống đấy. Tao phải tuông thế à? Ừ. Để thử một loại thép nữa. Nó không nhau. Rất to nhau. Đấy, ngon. Đấy luôn à? Ngon. Được. Chú giữ nguyên để cháu cho cái hình ảnh nó lét lét ở cái chỗ sang sang này. Ống này thì sao chú? Ống kiểu cách này sao? Loại này thì cực kỳ. Loại này thì cực kỳ. Đặc tiêu chuẩn. Là tiêu chuẩn. Ái dồi. Vãi giải. Rất sắp. Vâng. Thế là được cái gì hả chú? Được. Vâng. Thế những loại đấy là làm dao tốt đúng không? Vâng. Tốt. Để vâng. Cháu còn biết cho cháu lấy. Tối thì nó gãy rồi. Kết luận của cái thép này như nào chú? Được. Được. Tốt. Tốt lắm. Tốt lắm. Đập. Ôi, bắn là một miếng. Mạnh lắm. Úi, hai miếng, ba miếng. Tiếp phát nữa cơ không? Ui. Chú loại này thế nào chú? Như nào chú ơi? Rất là tốt. Rất là tốt. Vậy. Chú xem chú xem này. Con này. Nói thêm như nào tốt thì cháu nghe cháu. Nó màu sắc hay như nào chú nhỉ? Màu sắc cháu nhìn thấy nó
Nó trắng sáng mẹ sắc. Nó trắng sáng. Trắng sáng. Rất là sắc chú nhỉ? Vừa. Bền ra. Ừ. Đây cho anh xem này. Có nóng không? Không. Wow. Đây là những mảnh vỡ. Mảnh vỡ tí anh phải thu gom rồi đấy. Wow. Các bạn. Những mảnh vỡ thép phải thế này. Phải tôi như vậy. Cha nó giúp bố. Theo là công đoạn thử tiếp cái thép. Thép này là thép lò xo. Tàu hỏa. Dòng Liên Xô.